À, xin chào quý vị, hôm nay là đoàn chúng tôi đang thưởng thức món cơm nhà của người Cơ Tu tại huyện Đông Giang và thôn Bờ Hòn. Mời quý vị tiếp cận một số món ăn truyền thống của người Cơ Tu nha. Thứ nhất là cơm lam này. Đấy, thứ nhất là cơm lam. Thứ hai là món măng rừng. Thứ ba là món lá sắn. Đây, món lá sắn. Sắn cho bạn là ngon. Thứ tư là món thịt heo trong ống tre. Rồi đây tiếp theo là cái này gọi là bánh cái gì sừng ấy nhỉ? Bánh sừng. Sừng trâu. Bánh sừng trâu. Và sơ bồ là một trong đây là những món ăn đặc trưng của người Cơ Tu tại các huyện miền núi như là Đông Giang, Nam Giang và Tây Giang, và đặc biệt chúng tôi đang ăn trưa, dùng cơm trưa với già làng với cùng đồng bào người Cơ Tu ở tại thôn Bờ Hòn của huyện Nam Giang. Sau khi khảo sát xong các dịch vụ và các cái hoạt động cũng như làm nghề truyền thống của người Cơ Tu thì chúng tôi hiện nay đang có mặt ở trong nhà cộng đồng hay còn gọi là nhà gương để cùng đồng bào người Cơ Tu và các cái anh chị em làm nông nghề du lịch, các phóng viên báo chí ăn trưa một bữa trưa đầm ấm tại đây. Đây là một trong những dự án. Thì cơm sẽ có ba loại cơm ạ. Thứ nhất là cơm lam, các mọi người cũng nhìn thấy rồi ạ. Đúng là màu đặc có hóng là cơm lam. Cơm tiếp theo có bằng lá dong, gọi là cơm thịt, cơ tu gọi là xương luông. Vì là sẽ có một lớp lá, sau đó một lớp hóng và đem đi nướng. Cơm lam với lại cơm xương luông đều đem ra bếp nướng bằng hóng. Và sẽ có kèm theo đó các món. Bên này sẽ có món thịt nướng hóng ạ. Thì giống như mà anh chị biết ngày xưa người Cơ Tu cũng không có nồi son chảo như thế nào, tất cả mọi thứ cơm hay là thịt hay là rau đều nướng bằng ống và đều nấu bằng ống. Thì sẽ có thịt nướng ống ở trong này ạ, thịt nấu ống. Và bên kia là sẽ có món măng trộn, có măng trộn. Tiếp theo nữa thì anh chị sẽ được thưởng thức món rau, đó là ngộm bí xào và món da rá anh chị ạ. Da rá là món lòng gà được nấu trong ống và thọt nhuyễn cùng với măng ạ. Đó là những món truyền thống của người Cơ Tu ạ. À đấy đấy hả? Dạ, và kèm theo đó sẽ có món gà nướng lá sắn. Thường thì có nhiều anh chị bảo rằng là sao lá sắn ăn được nha. Lá sắn ăn thì dễ xay, nhưng mà đối với lá sắn thì các anh chị nên lưu ý chúng ta có thể chọn hai loại sắn. Chúng ta biết hai loại sắn đó là cái có cái cành màu đỏ thì ăn được, còn cành nào màu xanh ăn không được ạ, dễ xay. Và trước khi làm món này chúng ta phải vò nát và rửa một nước để cho mùi hăng nó bay đi. Sau đó chúng ta xào ạ, bỏ đầy đủ gia vị vào ạ. Chúc các anh chị chúng ta có một bữa trưa ngon miệng ạ. Bây giờ bàn cửa này thì dùng không có phải chắc toàn bộ là mình làm được. Cậu ngồi chung luôn nha.